nào có ít ông biêu, nào này một ít nhão nồi thịt, một ít nào hấp cho các cháu ăn. Làm riêng cho cháu một bát mắm không cay. Đây là ốc biêu nhồi thịt. Con cầm con kéo kiểu này. Đây, đây là ốc nhồi thịt. Ba với cháu ăn ốc biêu đi. Ốc biêu ngon quá ông ạ.